Mình chào các bạn. Bữa nay trời cũng đã mưa được một vài trận mưa rồi, cái rau lá lốt á nó bắt đầu là nó nhú lên, nó mọc lại và nó cũng đã tốt. Đợt này thì rau lá lốt thật là đẹp nha các bạn, cả hai mặt nó rất là đẹp. Này là rau sạch, là rau của nhà mình nha. Thành thử hôm nay mình sẽ làm món bò cuộn với lá lốt. Bây giờ đầu tiên trước tiên là mình ướp bò này. Chỗ này là mình có khoảng 200 gram thịt bò mà mình đã xay rồi các bạn nha. Mình sẽ ướp với ít bột nêm này để cho nó đậm đậm ấy các bạn nha. Mình cho khoảng 2 muỗng nhỏ nhỏ này. Ở đây là tỏi băm này, mình ướp vô cho nó ngon các bạn ha. Mình sẽ cho vô khoảng một nửa, còn chỗ này để tí nữa mình làm được món. Và mình cũng cho vô một ít tiêu nữa các bạn nha. Mình đảo đều. Mình sẽ đảo đều và mình để ướp khoảng cỡ 15 phút đồng hồ cho nó thấm cái gia vị nha các bạn nha. Trong khi mà mình chờ đợi để ướp thịt cho nó thấm rồi mình mới cuộn với lá lốt thì mình sẽ làm nước mắm để mình ăn nha các bạn. Như đầu tiên là mình lấy, đây là nước mình đã đun sôi để nguội đây nha. Mình sẽ đong vô nè các bạn. Mình đong vô khoảng cỡ 4 muỗng nước nha các bạn. 4 nước, muỗng nước nè. Rồi 2 muỗng nước mắm nè. Mình sẽ cho vô khoảng 2 muỗng đường nữa các bạn nha. 2 muỗng như vậy này các bạn. 2 muỗng canh ấy. Mình sẽ đảo cho đường nó tan nha, quậy cho đường nó tan. Trong khi đó mình sẽ cho tỏi băm này các bạn. Tỏi mình băm sẵn này. Và ớt, ớt cũng băm. Mình cứ pha với cái liều lượng như vậy thì nó vừa ăn các bạn ha. Còn nếu mà ai ăn mặn hơn thì có thể cho thêm xíu nước mắm nữa. Mình làm như vậy với cái mức trung bình nha các bạn. Rồi mình cũng cắt vô một miếng chanh nữa các bạn nha. Sẽ cho bột ra cho nó khỏi đắng. Mình cứ làm theo cái công thức này thì sẽ được một tô nước mắm thịt ngon để mình ăn với lại lá lốt cuộn với thịt bò với bún nha các bạn. Sau khi mình đã ướp thịt được khoảng cỡ 15 phút thì nó đã ngấm với gia vị rồi các bạn ha. Giờ mình qua cái giai đoạn là mình cuộn này. Các bạn thấy lá lợn lốt này mình đã rửa sạch để cho ráo rồi. Bây giờ mình cuộn nha các bạn. Mình sẽ lựa khoảng 5 lá nha. Tại vì mình làm cái món này nếu mà mình ít lá lốt ấy, thì nó không có ngon. Nó nhiều thì nó mới có cái hương vị của lá lốt, nó mới ngon nha các bạn. Và mình sẽ múc thịt đấy. Mình sẽ đặt nó như thế này nè các bạn nha. Rồi mình cuộn vô nè các bạn. Mình cuộn chặt chặt tay nha. Rồi nó sẽ được như thế này. Mình sợ nó bung ra thì mình sẽ lấy cái tăm á, mình ghim nó ngang qua vậy nha các bạn ha. Đó, mình để đây. Rồi mình sẽ làm tiếp tới để cho các bạn coi nha. Mình lấy những cái lá to này để bên ngoài này. Lá nhỏ thì mình cho bên trong nha các bạn. Mỗi cái mình cho khoảng 5 lá các bạn ha. Cái này ở quán người ta cho ít lắm, người ta cho khoảng 2 lá. Nhưng mà vì đây là rau sạch và rau của nhà mình đấy, cho nên là mình cho nhiều các bạn nha. Mình sẽ đặt thịt nó như này và mình cuộn chặt vô. Cuộn chặt chặt tay nha các bạn.
Cái vừa rồi mình ấy như vậy thì bây giờ mình lại ghim nó như thế này để cho cái muối nó vô bên trong nhé các bạn. Để làm tiếp cái thứ ba để cho các bạn coi kỹ nha. Đây mình đặt như vậy. Mình sẽ nhấc thịt mình bỏ lên trên. Mình cuộn lại nha. Rồi cái muối này này mình sẽ ghim nó vô để cho nó khỏi bung ra nha các bạn. Đó, các bạn thấy cứ mỗi một cái là mình ghim được ba cái như vậy nha các bạn ha. Rồi mình sẽ cuộn như vậy cho nó hết cái chỗ thịt này nha các bạn. Rồi sau khi mà mình đã cuộn xong hết thịt với lá lốt nó sẽ như thế này các bạn nha. Để mình bắt chảo lên bếp, mình cho dầu vô, mình cũng không cho nhiều lắm nha các bạn, cho để khi mà mình bỏ cái lá lốt này vô chiên ấy, thì nó chỉ là vừa ngập mặt thôi các bạn nha. Rồi mình thử, mình thấy là mình đã đang tan sôi rồi, mình sẽ gấp những cái cuộn lá lốt này mình bỏ vô chiên, mình sẽ bán nó các bạn nha. Mình đã chiên nó hơi sơ sơ chín được một mặt thì mình trở nha các bạn. Mình sẽ trở đi trở lại khoảng 2 lần như vậy nha các bạn thì nó mới chín kỹ các bạn ha. Nếu mình để một chỗ thì nó sẽ bị cháy nha các bạn nha. Lát nữa mình sẽ trở qua trở lại khoảng thêm 2 lần nữa như vậy các bạn không? Rồi khi mà mình trở qua trở về khoảng mấy lần mình thấy nó đã chín rồi thì mình vớt ra các bạn ha. Mình tắt bếp luôn. Mình sẽ vớt lên trên cái muỗng mà nó có lỗ này nè các bạn ha, để cho nó ráo dầu nha. Khi mình đã chiên xong rồi ấy, thì mình soạn vô để ăn này các bạn. Cái loại thịt bò cuốn lá lốt này ấy, mình sẽ ăn kèm chung với lại bún nè, rau salad nè và chấm nước mắm nha các bạn. Các bạn thấy mình trình bày ra đĩa này các bạn ha. Mình làm khoảng 2 lạng thịt bò sẽ được khoảng 18-19 cái như vậy, mà mỗi một cái là có 3 cái. Khi ăn là mình nhớ rút cái cây tăm ra nha các bạn. Mình nhớ rút cây tăm ra. Và mình sẽ ăn kèm với lại nước mắm nha các bạn. Đây. Mình chào các bạn nha.